Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Vượng ở nha khoa Minh Châu. Và trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có gặp rất là nhiều bạn. Các bạn ấy quay trở lại phòng khám với tình trạng là răng của bạn bị lệch lạc, bị tái phát sau khi các bạn niềng răng ở một số cái phòng khám. Thì khi mà chúng tôi tham khảo thì có một số cái vấn đề liên quan đến việc duy trì của bạn ấy sau khi niềng răng. Thì trong cái buổi hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái vấn đề duy trì sau khi niềng răng. Chắc hẳn các bạn khi mà các bạn chỉnh nhai thì các bác sĩ cũng đều là thực hiện quá trình trong và sau khi chỉnh nhai cho các bạn. Trong khi chỉnh nhai thì các bác sĩ tiến hành chỉnh nhai làm đều hết các răng cho bạn. Và sau khi chỉnh nhai xong bao giờ cũng vậy, các bác sĩ đều khuyên các bạn là nên duy trì. Tuy nhiên là một số bạn thì có gặp cái tình trạng đó là bị răng của mình bị tái phát sau khi chỉnh nhai. Đó là thứ nhất, răng các bạn bị lệch lạc trở lại, một số răng nó bị chìa ra hẳn khỏi cung hàm, nó không nằm tròn lên cung hàm của mình, đúng không ạ? Hoặc là một số cái răng có khe thừa giữa các răng, hoặc các răng bị chia trở lại, bị hô trở lại. Hoặc là một số trường hợp khác thì các bạn có phản ánh đó là răng của các bạn là các cái răng hàm ấy, khi mà các bạn ăn nhai thì nó không được chạm được với nhau. Đây, cái nguyên nhân là do đâu thì có một số cái nguyên nhân như sau. Thì thứ nhất là khi mà các bạn chỉnh nhai xong thì giống như là các bạn đang uống lấy cây vậy, các bạn vừa chỉnh nhai xong thì thấy các cái tổ chức quanh răng của các bạn, bao gồm cái phần xương này, phần xương nó bồi đắp nó chưa đủ này, xung quanh cái răng đấy. Thứ hai là dây chằng nhà chùa chưa đáp ứng, một số cái vấn đề liên quan. Thì khi mà nó chưa kịp đáp ứng như vậy, các bạn đã tháo mắc cải ra rồi, thì có thể là sớm quá, thì cũng có thể gây tình trạng là tăng cái nguy cơ tái phát sau khi mình chỉnh nhai. Cái vấn đề thứ hai là khi mà sau khi chỉnh nhai xong thì khớp cắn của bạn nó không tốt, các răng của bạn để chạm nhau quá mức chẳng hạn, hoặc là gây sang chấn khớp cắn, thì khi đó là khi mà các bạn là ăn nhai hàng ngày thì lực cái tác động đến răng khá là lớn, nó làm cho răng của bạn bị đẩy ra, bị gây lệch lạc, gây khe thưa, gây chìa. Cái vấn đề thứ ba có thể gặp phải đó là các bạn ấy sử dụng các biện pháp duy trì này sau khi chỉnh nhai chưa đúng. Cũng có thể một số bạn là bác sĩ có dặn rồi nhưng mà mình không nhớ, mình không đeo đủ thời gian cái hàm duy trì của mình, hoặc là mình bị quên, mình tháo ra mình ăn nhai mình quên, hoặc mình bị mất nhưng mà mình không làm lại kịp. Với có những bạn thì có thể là mất mấy tuần sau mình mới làm lại, thì trong thời gian đấy cái răng của mình nó cũng thể nó bị di chuyển rồi. Hoặc cái trường hợp là cái hàm duy trì của bạn nó bị hỏng hoặc nó bị thay đổi, nó bị tuột, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn không để ý thì các bạn vẫn cứ đeo như vậy thì nó không có tác dụng là làm duy trì cái răng của bạn, thì nó cũng có thể là một cái nguyên nhân gây ra tình trạng răng của bạn bị tái phát. Hoặc là thậm chí có một số bạn là các bạn sử dụng cái máng duy trì ấy, máng trong suốt, thì các bạn sử dụng những máng khá là dày. Cái máng của mình là máng duy trì, nó dày và nó cứng hơn so với máng chỉnh nhai thông thường. Thì khi các bạn đeo trong một thời gian dài thì nó có nguy cơ làm lún các răng hàm, và sau đó thì các bạn là tháo máng ra các bạn ăn nhai thì do các răng hàm của mình đã bị lún đi rồi, đúng không ạ? Do đó thì các răng hàm của mình khi mình cắn lại thì có thể là các răng hàm không chạm được với nhau và các bạn ăn nhai nó không được tốt. Vậy thì có những biện pháp duy trì sau khi chỉnh nhai như thế nào? Thì thông thường nhất là chúng tôi có thể sử dụng những cái hàm tháo lắp để mình duy trì sau khi chỉnh nhai. Ví dụ như những hàm Harley, cái hàm Harley của mình thì nó có cái dây cung ở phía trước, nó là một dây thép để có thể giữ các răng cửa của các bạn và các răng nanh nó không bị chìa ra, nó không bị thay đổi, nó không bị lệch lạc. Cái thứ hai là nó có những cái móc ở vị trí cái vùng răng hàm phía sau để giúp cho giữ vị trí các răng hàm nó được ổn định, và cái phần nền nhựa phía trong để giúp cho cái cửa răng của bạn nó không bị xô lệch nhiều hơn. Hoặc là một cái biến thể của hàm Harley đó là hàm Waraparo, thì các bạn có thể dùng cái hàm này. Thì khi mà trong trường hợp đấy thì nó vừa có tác dụng là cái dây cung ở phía trước và cái dây ở phía sau, vòng sau các răng hàm của bạn, có thể kéo khít các răng lại với nhau. Cái trường hợp thứ hai các bạn có thể sử dụng đó là sử dụng cái máng duy trì, là các máng trong suốt, thì mình có thể là giữ cố định cái răng của mình, giúp cho cái răng của mình nó không chạy đi đâu cả. Một trường hợp khác nữa chúng tôi cũng hay sử dụng đó là sử dụng cái dây cung duy trì ở mặt lưỡi, tức là mặt trong của các răng. Thì trong trường hợp này có thể là sử dụng hay gặp nhất là hàm dưới, hoặc là một số trường hợp thì chúng tôi cũng có thể sử dụng ở hàm trên nhưng mà rất là ít. Thì khi mà các bạn sử dụng những dây duy trì mặt lưỡi này thì giúp các răng nó gắn chặt vào cái dây cung đấy và làm hạn chế cái sự di chuyển của răng, làm cho các răng không bị xô lệch và không gây tái phát sau khi chỉnh nhai. Vậy khi các bạn gặp cái tình trạng là nó tái bị tái phát sau khi chỉnh nhai thì các bạn làm như thế nào? Thì đầu tiên các bạn hãy là gặp bác sĩ để được kiểm tra và xử lý. Nếu như mà trong cái thời gian mà các bạn chưa thể đến được phòng khám răng thì hãy liên hệ ngay với bác sĩ để có thể có cái biện pháp là xử lý nó thích hợp hơn. Trong trường hợp nhẹ thì các bạn có thể điều chỉnh cái hàm duy trì của mình để giúp cho các răng trở về đúng vị trí.
Ví dụ là các bạn có thể là chỉnh để đẩy cái răng của mình vào đúng vị trí của trên cung hàm. Hoặc là trong trường hợp nặng hơn một chút, ví dụ như là hàm duy trì của bạn nó bị hỏng, nó bị méo hoặc bị biến dạng thì có thể làm lại những hàm duy trì khác. Trong trường hợp nặng hơn nữa, răng của bạn bị chìa quá là nhiều, khai thương nhiều quá mà khi mình sử dụng những cái hàm duy trì như thế này thì mình không thể là điều chỉnh được, thì có thể các bạn cần phải là làm chỉnh nhá lại. Do đó là các bạn cần phải lưu ý rất là kỹ khi sau khi mình chỉnh nhá xong, đó là đeo duy trì theo đúng hướng dẫn của bác sĩ về cả là cách đeo hàm này, thời gian đeo hàm này và cái hướng dẫn các cái vệ sinh và gìn giữ cái hàm của mình cho nó đúng cách. Thứ hai, khi mà các bạn có phát hiện là bất thường, ví dụ là răng của bạn bị lệch lạc, hàm của bạn nó bị biến dạng hoặc bị hỏng thì hãy là liên hệ ngay với bác sĩ và có cái để có cái hướng xử trí tốt hơn. Và lưu ý nên nhớ là hãy tái khám định kỳ, có thể là 1 tháng một lần hoặc 3 tháng hoặc 6 tháng theo đúng chỉ định của bác sĩ. Thì vừa rồi tôi có chia sẻ với các bạn một số cái vấn đề về duy trì sau khi mình chỉnh nha. Nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì về răng miệng, hãy inbox hoặc là liên hệ ngay với đội ngũ nha khoa Minh Châu để có thể hỗ trợ tốt hơn. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của nha khoa Minh Châu để có được kiến thức răng miệng bổ ích nhất. Xin cảm ơn các bạn.